Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán tại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Ok, thì hôm nay tiếp tục làm video giới thiệu các bạn máy bên mình mới về. Mình sẽ đăng vào khung giờ là 20 giờ tối hàng ngày các bạn nhé. Đấy thì các cái con máy mới về thì mình sẽ quay kỹ hơn. Còn các con máy mà mình còn các video trước đăng rồi thì mình sẽ chỉ đăng qua thôi. Mọi người ai muốn xem chi tiết thì cứ nhắn tin qua Zalo hoặc fanpage bên mình để bên mình gửi hình ảnh video cho bạn xem nhé. Đấy. Đầu tiên thì mình giới thiệu cho mọi người con Redmi Note 8 Pro nhé. Redmi Note 8 Pro. Con này RAM 6 bộ nhớ 64. Redmi Note 8 Pro. Máy bao zin. Máy bao zin nhé. Mà con này hình thức thì chỉ được... này hình thức chỉ được tầm khoảng 97% thôi. Có chày xước rồi nhá. Hình thức 97%, máy thì bao zin. Con này mình để cho mọi người với giá là 2,8 triệu nhá. 2,8 triệu. 2,8 triệu nhá. Khải ơi, cho bố cái bút rồi đấy. Nhanh để bố ghi. Nhanh lên. Tiếp theo là con Redmi 9T. Con này máy bao zin hình thức 98, RAM 464 nhá. Redmi 9T 2,6 triệu thôi. Và con này là 2,8 triệu. Redmi Note 8 Pro rẻ quá. Con này nó ai những ai mà không quan trọng hình thức ý. Các bạn mua về chơi game thì con này quá rẻ, quá 2,8 triệu rồi. Tiếp theo con Oppo A52 RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin hình thức đẹp nhá. Oppo A52. Con này thì để cho mọi người giá là 3,3 triệu nhá. RAM 6 bộ nhớ 128, Oppo A52, máy zin hình thức đẹp. Tiếp theo mình có con S10e bản Hàn, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin hình thức đẹp nhá. Con này thì để cho mọi người với giá là 3,7 triệu. 3,7 triệu S10e. Tiếp theo mình có con Samsung A12 nhá. Máy zin hình thức đẹp, RAM 4 bộ nhớ 128, 2,9 triệu. Con hôm trước mình về là mình bán rồi đấy nhá. Đấy, hôm nay lại về được thêm một cây, không được nhiều. Tiếp theo là con XS. Con này thanh lý mọi người 5,2 triệu nhá. XS 5,2 triệu. Con này thì tình trạng nó có một cái đốm ở trên màn hình. Đây. Có một cái đốm đen trên màn hình nhá. Đấy, 5,2 triệu, duy nhất một vết đấy thôi. Còn nó full chức năng. 5,2 triệu nhá. Tiếp theo mình có một con XS Max. Con này mình đã tháo ra xem mà nó tháo hẳn xem bên rồi. Đây còn cái ốc mình. Đây mình tháo ra còn cái ốc trong này này. Máy bao zin mà giá cực kỳ rẻ. Đây. 64GB nhá. Ma Mỹ này. 64GB này. Pin 87%. Đấy, Face ID còn nguyên, máy full chức năng. Con này thì để cho mình với giá cực kỳ rẻ thôi. Chỉ với giá là 6,7 triệu nhá. Đấy, 6,7 triệu. Con này tình trạng là đây. Máy con này nó bị ám nhẹ nhá. Đây. Các bạn nhìn này, nó bị lưu ảnh nhẹ, các bạn nhìn này, có cái ảnh mà mờ. Nói chung quay qua video là các bạn rất khó nhìn, còn nhìn trực tiếp các bạn cũng phải nhìn kỹ mới thấy được, còn nhìn thoáng qua sẽ không thấy đâu nhá. Cho nên mình bán rẻ được 2 triệu so với một con máy bình thường. Tiếp theo một con máy iPhone 13 nhé. Con này thì khách mua được hơn 1 tháng. Thì tuy nhiên máy mới chỉ sạc có 9 lần. Vì lý do là nói chung khách cắm là thời gian cắm là nhiều hơn thời gian sử dụng. Đấy. Nói chung còn bảo hành khoảng 11 tháng bản VN 128GB mới sạc 9 lần. Pin tất nhiên nguyên 100%. Đấy. Máy mới của nó đang là hơn 22 triệu nhé.
Thì con này để cho mọi người với giá là 20, à xin lỗi các bạn, 17.600.000 nhá, 17.600.000. Dù các bạn rẻ được 5 triệu. Một con Samsung A10 vỏ 6. Samsung A10 vỏ 6 nhá, ai không quan trọng hình thức. Thì lấy con này, máy thì zin. Thanh lý là người 1.4 triệu thôi. Một con 6 Plus 64GB. Anh em mua về chơi game lấy con này nhá. 1.64GB, không nhận sim nhá, là không nhận sim. Không bắt được sim, không nắp sim dùng được. Anh lý 1 triệu. Ok, và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cái dòng máy mới về. À mà đây các bạn ạ. Hôm qua thì mình có làm một cái video. Mình test bộ sạc này cho các bạn xem. Và mình đăng trên kênh YouTube của mình rồi. Mình không ngờ lại tốt như vậy. Thật sự quá tốt. Bộ củ sạc 25W này của mình quá là tốt luôn. Sạc iPhone 11 Pro Max với cả Samsung Note 20 Ultra kia có 1 tiếng là đầy. 1 tiếng là đầy rồi nhá. Sạc Samsung Note 20 Ultra và 11 Pro Max đúng 1 tiếng là đầy. Đấy. Củ sạc 25W này thì tại cửa hàng mình đang bán là 250.000, nhưng mình sẽ bán online với giá là 150.000, bảo hành 1 năm. Còn combo cả củ cả dây này thì mình sẽ bán là 180.000 nhá. 180.000. Tại cửa hàng thì mình bán 300 cơ. Bán online mình sẽ giảm cho mọi người 40%. Dùng rất là rẻ. Đấy. Và bảo hành 1 năm luôn nhá. Và nếu các bạn muốn lấy 3 bộ thì mình sẽ free ship cho mọi người. Tiếp theo mình có một con iPhone 12 còn nguyên hộp phụ kiện. Con này mình giảm giá nhá. Đây. Mình giảm giá để cho mọi người. Giá cực kỳ rẻ. 13.700.000. 64GB. Máy còn nguyên hộp phụ kiện luôn, còn bảo hành 11 tháng nhá. iPhone 12. Tiếp theo con 12 Pro Max, chỉ còn duy nhất một cây này thôi. 12 Pro Max mình bán rất là chạy nhá. 206GB, pin 90 ma Mỹ, máy đẹp keng 99. 21.500.000. Tiếp theo là con 13 Pro Max, mới sạc 11 lần còn nguyên hộp, còn bảo hành gần 12 tháng nhá. 118GB bản VN. Chung con này thì nó gọi là đẹp hết lức chấm rồi anh em nhá. Hết lức chấm rồi. 25.900.000. Tiếp theo con 11 Pro Max. 11 Pro Max. Pin nguyên 100%. Máy đẹp bao zin nhá. Máy đẹp bao zin Mami 64GB 14 triệu. 14 triệu nhá. Mami 14 triệu. Còn củ sạc 18W này thì của mình cũng ok, nhưng mà không bằng củ kia được. Và củ là mình chỉ bán 80.000 thôi. Tại cửa hàng mình đang bán 150.000 nhá. 11 Pro Max màu trắng 13.200.000, pin 87, máy bao zin, hình thức 99 nhá. Hình thức 99. Tiếp theo con 11 Pro Max. 11 Pro Max con này pin 100%, tuy nhiên nó là pin thay rồi nhá. Đấy, pin thay rồi, nhưng mà pin thay như lại thay là pin chính hãng luôn nhá, chứ không phải là thay pin ngoài đâu các bạn ạ. Đâu nhỉ, sao lại không báo nữa nhỉ. Đây linh kiện chính hãng, pin linh kiện chính hãng này, các bạn nhìn thấy chưa. Tức là cái người dùng này người ta vào hãng, người ta thay của pin chính hãng luôn, mà rẻ luôn được 1 triệu. Pin 100%, máy bao zin thì cứ đẹp, quá đáng mua luôn. Samsung S21 FE 5G, máy còn bảo hành đến tháng giêng năm 2023, nguyên hộp phụ kiện nhá. RAM 6 bộ nhớ 128, máy đẹp keng 99. 8.900.000. Hôm nay về được một con XG 5.500.000, hình thức chỉ được 97% thôi nhá. 5.500.000, máy bao zin 64GB ma Mỹ. Thế còn XS Max thì tại cửa hàng bên mình vẫn cứ bán là màu trắng và màu gold là 8.500.000, màu đen là 8.300.000. Đấy, XS Max 64GB nhá. Màu đen là 8.300.000, màu trắng và màu gold là 8.500.000. Đấy, còn hơn chục cây. Còn iPhone 11,
bản VN64 ghi, máy đẹp 99, bao zin 9 triệu, pin 88 nhé. Còn con này của mình là, để xem con này pin bao nhiêu. À con này là 128GB, con này hàng thanh lý nhá, 128GB 6,7 triệu, iPhone 11 bản VN, máy bao zin nhá, máy bao zin 100% luôn. Màn hình bị sọc, coi như mình bán giá là bỏ màn nhá. Đấy, nói chung mọi pin 85%, 128GB bản VN, máy bao zin thì tức đẹp. Đấy, nếu mọi người muốn thay màn thì cộng thêm cho mình sẽ thay giá gốc thôi, khoảng 1,5 triệu, 1,7 triệu cái màn zin đấy nhá. Tiếp theo con iPhone 11 118GB, Mami pin 99, 10,5 triệu. Con 11 này pin 90, Mami 8,8 triệu. iPhone X 64GB là 5,5 triệu, còn 256GB là 6 triệu. XS 64GB là 6,5 triệu, còn 256GB là 7 triệu. 8 Plus mình có mấy cây. Con này nhá, con này bị mất một cái phần camera bị bạc, nhưng chụp ảnh vẫn nét bình thường, không ảnh hưởng gì nhá. 4,5 triệu. Đấy. Một con 8 Plus máy đẹp keng 5,3 triệu nhá, 64GB. Còn con này pin bảo trì thì mình sẽ thay cho mọi người quả pin khác nhá, 5 triệu. Đấy. 7 Plus, một con này là 256GB 4,3 triệu, màn hơi già một chút xíu. Con này 128GB máy đẹp là 4,5 triệu. 6S Plus 32GB 2,6 triệu. SE 2020 5 triệu, 64GB. Tám nhỏ 3,5 triệu nhá, 64GB, hình thức 98. 7 nhỏ máy đẹp 2,5 triệu, máy phẩy là 2,3 triệu nhá. 6S 32GB máy đẹp, con này đẹp chấm hết luôn là 2,2 triệu. Còn các con này là 16GB 1,8 triệu, 32GB là 1,9 triệu, hàng phẩy nhá. Còn 6G thì 1,5 triệu, 6G 16GB 1,5 triệu. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu sản phẩm Android nhá. Oppo Zero 7 máy đẹp keng, còn nguyên hộp, còn bảo hành 11 tháng nhá. Oppo Zero 7 Z 5G 8,2 triệu, nguyên hộp phụ kiện zin. Còn con Oppo Zero 7 này thì máy là máy mới, nói chung chưa active luôn nhá, chưa dùng 1 phút 1 giây nào, đầy đủ hộp phụ kiện Oppo Zero 7 nhá. Con này có giá là 6,9 triệu. Oppo Zero 6 Z 5G, Oppo Zeno 6Z 5G, còn cái màu đen nữa đâu nhỉ? Ok nhá, 5,5 triệu Oppo Zeno 6Z 5G. 5,5 triệu, máy đẹp keng 99, còn một cây 5,8 triệu. Lý do là vì còn nguyên hộp phụ kiện chính hãng nhá. Đấy. Nên sẽ có giá là 5,8 triệu. Oppo Zeno 6Z 5G, chung cái này là toang lỗ rồi các bạn ạ. Còn 5,8 triệu nó còn nguyên hộp phụ kiện zin nhá. Tiếp theo con Vivo i30 56 bộ nhưng 128, 2,5 triệu nhá. Oppo Zeno 7Z 5G, máy đẹp keng 99, còn bảo hành 11 tháng, con này 7,9 triệu nhá. Oppo Zeno 2F RAM 8 bộ nhớ 128, 3,7 triệu nhá. Xiaomi, à Z, đúng rồi, Xiaomi, Xiaomi i21 nhá, RAM 464, 2,3 triệu, máy zin hình thức 98. Oppo A94 RAM 8 và RAM 3 bộ nhớ 128, máy zin hình thức 99, 3,8 triệu nhá. Oppo Zeno 5, Oppo Zeno 5 mình có 3 cây, 2 cái này của mình có giá là 4,5 triệu nhá, máy đẹp keng 99. Còn con này của mình có 3,6 triệu thôi. Lý do là vì nó phẩy đằng sau lưng,
và nó hơi cong một tí, nó máy bao zin nhá, có bộ Xeno 5Z, VinSmart, VinSmart Joy 4, RAM 464 nhá, 2.2 triệu, máy zin thì rất đẹp. Redmi Note 11 3.4 triệu nhá, máy zin thì rất đẹp. Samsung A71 4.9 triệu, có 2 cây Samsung A71 là 4.9 triệu nhá. Nhớ một cây nữa đâu, một cây màu xanh và một cây màu đen nhá, 4.9 triệu. Redmi Note 9T RAM 6 bộ nhớ 128 3.6 triệu nhá, máy zin thì rất đẹp. Samsung S15G RAM 8 bộ nhớ 256, máy zin đẹp, 5.9 triệu. VinSmart Lite 4 RAM 664 2.5 triệu nhá, máy zin thì rất đẹp. Vivo i51 máy zin thì rất đẹp nhá, 3.5 triệu, RAM 8 bộ nhớ 128. Samsung A21s RAM 6 bộ nhớ, xin lỗi các bạn, RAM 3 bộ nhớ 32 nhá, 2.6 triệu. Thi thoảng mới đọc nhầm, mong các bạn thông cảm nhé. Samsung A32 đưa cho một con trong túi nữa, máy đẹp keng, 99, còn bảo hành 10 tháng, 4.5 triệu nhé. Samsung A32 RAM 6 bộ nhớ 128, còn con này zin hình thức phẩy là 3.9 triệu nhé, chênh nhau luôn 600.000. Redmi K40 Gaming RAM 12 bộ nhớ 128, máy đẹp keng, 99, chung này quá là ok luôn, ai chơi game với con này nhé, 6.6 triệu thôi. Tiếp theo có con Samsung Note 10 Plus quá rẻ bản Hàn. Đấy, con này màn không ám bố gì, đẹp long lanh, hỏng mất cái bút các bạn nhé, hỏng mất cái bút này không dùng được, và hình thức con này chỉ được 98% thôi, có phẩy nhá. Đấy, thanh lý 6.7 triệu, quá rẻ luôn. Ở đây Samsung A71 đây 4.9 triệu nhá. Redmi K30 5G RAM 464 3.8 triệu. Oppo A93 3.8 triệu. Samsung Note 20 Ultra 5G RAM 12 bộ nhớ 256, máy đẹp 9899 bao zin. Note 20 Ultra 5G nhá. Đấy, con này có giá là 13.500.000. Đấy, những ai mua cái con máy trên 10 triệu của mình ấy thì mình sẽ tặng cho các bạn một combo củ sạc 25W này, bao phê luôn nhá. Đấy, và các bạn không đấy thì mình sẽ giảm giá cho các bạn là 150.000 riêng bộ sạc. Đấy, và mình bao phê luôn nhá. Bởi vì có một số kênh ấy bảo là tặng phụ kiện theo thì sẽ tặng phụ kiện vớ vẩn. Bên mình không hề tặng phụ kiện vớ vẩn nhá, mình sẽ tặng phụ kiện rất là ngon, bảo hành 1 năm phụ kiện luôn. Đấy, và không đấy nhá, được giảm tiền luôn. Samsung A22 một cây màu xanh 3.8 triệu nhá, RAM 6 bộ nhớ 128. Redmi Note 10 S RAM 8 bộ nhớ 128, máy đẹp keng, zin 4 triệu. Đây con Oppo Reno 6Z 5G nó đây, con màu đen này. Đấy, mình có 3 cây nhá, rất là rẻ, 5.5 triệu, bán lỗ nặng luôn các bạn ạ. Samsung A72 6.6 triệu, RAM 8 bộ nhớ 256 nhá, máy zin thì rất đẹp. Các bạn thấy nhiều máy không? Vivo, ok con này giảm giá nhá, Thế Giới Di Động nó giảm giá tự dưng là mình thành no one, giảm 100. Vivo A55 máy đẹp keng như mới nhá, 3.2 triệu. Redmi Note 9T xin lỗi các bạn, Redmi 9T RAM 464 máy zin đẹp, 2.7 triệu. Samsung A52 RAM 8 bộ nhớ 128, A52 máy zin thì rất đẹp, màu đen là 5.5 triệu. Đấy, màu xanh là 5.6 triệu nhá, đắt hơn 100.000. Còn đây là A52s 5G 6 triệu nhá, máy zin đẹp. Oppo A12 máy zin đẹp nhá, 1.8 triệu, RAM 3 32
Zmi Mi 5 Plus 7 ra 464 nhá. À đây con này cũng mới về này. Zmi Note 7 con này mới về này. Hình thức phẩy nhá. Zmi Note 7 RAM 4 bộ nhớ 128. Hình thức 98 đấy. Thì con này có giá là 1.900.000 nhá. Oppo A1K, Oppo A1K. Con này có giá là 1.3 nhá. RAM 216. Mi Note 5 1.8 nhá. Mi 6 Plus RAM 432.5. Samsung A11 mình có 2 cây. Một cây đẹp keng 99 là 2.1. Còn cây này của mình là máy đã ép đại kính rồi. Thì là 1.8 nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Mình báo luôn rõ tình trạng luôn, con này là ép đại kính. Chung là Vinsmart Star 5 1.8 nhá, RAM 332. LG V30 9Q. Hôm trước mình có báo nhầm mọi người, đây là RAM 6 nhưng là RAM 4 nhá. RAM 4 bộ nhớ 128 nhưng mà giá thì quá rẻ nhá. 1.8. Con này quá đáng mua luôn. Oppo A7 RAM 464 nhá, máy đẹp 2.000.000, máy phẩy là 1.8. Nói chung mình quay qua thôi, ai muốn xem chi tiết thì nhắn tin Zalo bên mình nhá. Chứ đừng mình bảo mình quay nhanh vì nhiều máy này không quay nhanh thì chắc là quay đến mai không hết được máy. Vinsmart, Vinsmart Active 3 2.5 triệu, RAM 664. Oppo A5, con này vỡ kính thanh lý cho người 1.2 triệu nhá, RAM 464. Zmi Note 7 RAM 332. Con này hình thức 6 1.6 triệu. Đây con này mới giảm giá các bạn ạ. Thế Giới Di Động mới giảm giá. Nói chung nhiều khi này nói là nhiều khi mình thấy các bạn, nhiều khi nhiều bạn rất là vô duyên nhá. Ví dụ bây giờ mình đang bán thế này, Thế Giới nó giảm giá một cái thì máy nó xuống. Nhiều khi các bạn bảo ô anh ơi nó máy nó đang xuống anh ạ, cũng là một câu. Mình thấy nhiều bạn là thứ nhất là văn hóa là không có, thứ hai là các bạn cứ làm như là người ta có thể cập nhật được suốt ý. Ok con này là Thế Giới Di Động tự dưng nó xuống giá, đâm ra là mình bán hoa vốn nhá. 2.4 triệu, RAM 332, máy đẹp như mới. Vivo i15 nhá. Zmi 9A 1.8 triệu, RAM 232, máy đẹp như mới. Samsung S9 Plus 3.9 triệu, RAM 464 nhá, máy đẹp. Oppo A15 con này xuất một tí vỏ góc này. Đấy. RAM 332 2.1 triệu nhá. Xiaomi 5i 2.000.000, RAM 464 nhá. Máy zin hình thức phẩy. Samsung Note 9 bản Nhật. Dùng chip Snapdragon 845. 4.9 triệu nhá, máy đẹp 99. Samsung Note 9 con này xuất cái xước thì kính ở đây thanh lý cho người 4 triệu, còn con này của mình xuất một tí vỏ sau thanh lý 4.5 triệu nhá. Note 9 bản Hàn lên 2 SIM 4.5 triệu nhá. Note 9 bản Việt thay nắp lưng rồi 4.6 triệu nhá. Z5 Prime 700.000, Oppo A71 700.000, Samsung A10 1.1 triệu. Con này vỡ kính nhá. Oppo A1K 1.3 triệu nhá. Và đây thanh lý cho mọi người một con iPhone X hỏng Face ID nhá. Vỡ lưng 4.5 triệu. Hỏng Face ID và vỡ lưng 4.5 triệu nhá. Đấy, nhưng ai không quan trọng về Face ID thì lấy con này. XN Max vỡ cái lưng kính đằng sau thôi. Rất tài 7.3 triệu nhé, 64GB. XS Max con này rất nhiều người hỏi nhưng mà chưa thấy ai chốt nhá. Mình đầu tiên mình tưởng bán được rồi cơ. XS Max con này bị mực màn ở trên này, 5.5 triệu nhá. 5.5 triệu XS Max. XS Max 7.9 triệu. Con này là pin 84% nhá, máy duy hình thức 9 tháng.
Con này là 256 ghi 7 triệu màn linh kiện nhá. Con này của mình là 7 triệu rưỡi. XS Max. Chỉ duy nhất xuất một tí kính lưng ở đây thôi nhá. Đấy, còn đâu máy đẹp 7 triệu rưỡi. Và cuối cùng con thanh lý này là con XS Max hỏng phây và màn linh kiện 5 triệu bằng con 8 Plus nhá. À đây con A03 nữa này. Con A03. A02S vỡ kính, về mọi người tự đi ép kính nhá. RAM 464. RAM 464 nhá. Con này 1 triệu 7 thôi. Còn nếu mọi người muốn mình ép kính thì cộng thêm 300 nhá. Ok. Đây là toàn bộ à đây còn con này nữa. Con Samsung A22 nhá. Còn nguyên hộp phụ kiện này. Đấy, hàng zin còn bảo hành dài nhá, 4 triệu 1. Anh em thích con nào thì nhắn tin Zalo bên mình để đặt hàng nhá. Hoặc qua trực tiếp cửa hàng là 95 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ok, thank you, chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.